Chị biết rõ, mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi thay đổi trang phục cho nàng công chúa Bạch Tuyết và người đẹp ngủ trong rừng. Và đây là hộp đồ chơi của chúng ta hôm nay. Hộp đồ chơi này gọi là Sleeping Beauty Snow White Wooden Monadic Dress Up. Trong hộp đồ chơi này chúng ta sẽ có hai nàng công chúa Bạch Tuyết, công chúa Aurora, người đẹp ngủ trong rừng, và 40 miếng phụ kiện đi kèm để chúng ta có thể thay đổi váy phụ kiện cho Bạch Tuyết và Aurora nhé. Và bây giờ chúng ta hãy mở cái hộp này ra nhé. Cái hộp này rất là to, rất là nặng. Chúng ta hãy nhìn ở phía sau nào. Rất dễ thương. Và đây là người đẹp ngủ trong rừng. Chúng ta hãy mở cái ni lông ra. Và công chúa Bạch Tuyết. Và trong cái hộp này chúng ta có hai cái bệ để cho hai nàng công chúa đứng lên. Chúng ta có váy màu hồng, màu tím, vàng. Chúng ta có tất cả là 6 váy. Và chúng ta có tất cả là 6 cái áo để mà đi kèm với 6 cái váy. Áo của Aurora, người đẹp ngủ trong rừng. Áo của Bạch Tuyết, áo màu hồng và áo màu tím, rất là đẹp. Chúng ta có những chú nai, giỏ hoa, hoa hồng. À, đây là một cái áo đi với cái váy màu vàng, rất dễ thương. À, chúng ta còn có một cái túi xách màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ mặc váy cho nàng Bạch Tuyết trước. Đầu tiên nàng Bạch Tuyết sẽ mặc cái váy này, cái váy rách này. Đây là cái váy mà Bạch Tuyết mặc lúc mà chưa có gặp được hoàng tử, thì Bạch Tuyết còn rất là nghèo. Chúng ta sẽ mặc bộ váy đơn giản này cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đang đi trong rừng hái hoa hồng. Và bên tay này Bạch Tuyết cầm một giỏ hoa, rất dễ thương. Chúng ta hãy mang một đôi giày cho Bạch Tuyết nào. Bạch Tuyết lúc này còn rất là nghèo nên mang giày rất là đơn giản. Đây là nàng Bạch Tuyết của chúng ta. À, quên nữa, nàng Bạch Tuyết sẽ có một cái nơ tóc rất dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ thay bộ khác cho Bạch Tuyết. Nàng Bạch Tuyết của chúng ta sẽ mặc cái váy màu xanh nhạt này, cũng rất dễ thương. Chúng ta sẽ thay đổi giày khác cho Bạch Tuyết nhé. Chúng ta sẽ thay đổi một đôi giày màu, đôi guốc màu tím.
Bạch Tuyết có những người bạn, đó là những chú nai. Và bên tay này thì Bạch Tuyết sẽ cầm một cái giỏ rất dễ thương. Chúng ta cũng có thể thay đổi nơ tóc cho Bạch Tuyết. Chúng ta sẽ thay đổi trang phục khác cho Bạch Tuyết nhé. Bạch Tuyết sẽ mặc bộ váy màu vàng và áo màu xanh rất dễ thương. Trên tay Bạch Tuyết sẽ cầm một quả táo. Và một giỏ hoa. Bạch Tuyết sẽ đội một cái vương miện. Rất dễ thương. Và chúng ta sẽ mang giày vào cho Bạch Tuyết. Rất đẹp. Chúng ta sẽ mặc váy màu vàng cho Aurora. Áo màu vàng rất là đẹp. Và mang bao tay vào, bao tay màu vàng. Rất dễ thương. Chúng ta sẽ đổi vương miện cho Aurora. Chúng ta sẽ thay đổi bộ váy khác. Aurora sẽ mặc bộ váy màu hồng. Wow, đẹp tuyệt vời các em. Aurora sẽ đội vương miện. Rất đẹp. Trên tay của Aurora là những chú chim. Và bên tay này, Aurora sẽ cầm một giỏ hoa. Rất đẹp. Chúng ta sẽ thay đổi váy khác cho Aurora. Aurora sẽ mặc cái váy vàng này của nàng Bạch Tuyết. Rất dễ thương. Và mang bao tay màu trắng. Aurora sẽ đổi một cái vương miện khác. Rất dễ thương. Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi các em. Mến chúc các em có một ngày mới thật là vui nhé. Và nhiều video về các nàng công chúa của hãng Disney ngay trên kênh Good Morning Việt Nam. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.